Tiên đế vô thượng tập 4. Tên Trắng Đen thấy tên anh báo bị đạp văng ra ngoài, trong lòng sợ hãi, cả người túa ra mồ hôi lạnh. Trong đám du côn thì tên anh báo này là mạnh nhất, bình thường có thể 1 chấp 10. Kết quả lại bị thanh niên này đá bay ra ngoài sau một chiêu. Có thể thấy người này mạnh tới cỡ nào. Mày dám đánh anh báo của tao? Trắng Đen tuy sợ hãi trong lòng nhưng vẫn gào lên, tỏ vẻ muốn báo thù cho tên anh báo. Nhóm con buôn xung quanh thấy uy lực của Trịnh Sở như vậy thì đều kinh hãi trong lòng. Cậu nhóc này dám đánh anh, dám đánh cả anh báo sao? Cậu ta có lai lịch gì mà mạnh thế chứ? Chưa thấy cậu ta bao giờ luôn đó. Trịnh Sở ngó lơ tiếng bàn tán xung quanh, chỉ bước đi ra ngoài. Đám du côn ngăn trước mặt Trịnh Sở, thấy anh bước đến thì đều run như cầy sấy. Bọn chúng vội vàng tránh ra một đường cho Trịnh Sở đi qua. Tên Trắng Đen thấy đám du côn này sợ hãi Trịnh Sở như vậy thì càng khó chịu hơn. Hắn hét to: bọn mày làm sao vậy hả? Bình thường anh báo đối tốt với chúng mày như thế, bây giờ anh báo bị đánh mà cũng không báo thù, để kẻ thù đi như thế sao? Hắn ta vừa nói xong thì một tiếng bốp vang lên, khóe miệng tên anh báo chảy máu, đi đến trước mặt Trắng Đen, tát một cái đau điếm vào mặt hắn ta: mày câm mồm tay. Nói xong, hắn ta nhìn bóng dáng Trịnh Sở vừa rời đi: người anh em, tôi có thể mời anh uống một chén rượu hay không? Tên anh báo biết người bình thường sẽ không thể mạnh mẽ như vậy được. Người có thân thủ như vậy đều đến từ gia tộc bất phàm. Rõ ràng là người trước mắt này chính là kiểu người như thế. Loại người không thân không thế như hắn ta, nếu chỉ vào bản thân là võ giả ám kình mà đi trêu chọc người như Trịnh Sở thì sẽ chết rất thảm. Giờ chỉ có cách nịnh bợ mới là tốt nhất. Trịnh Sở bình thản đáp: không rảnh. Tên anh báo bị từ chối cũng không tức giận: lần sau anh có rảnh thì tới đây tìm tôi, lúc nào cũng được. Tiệm karaoke Thiên Vũ là do tôi mở. Trịnh Sở không đáp lời mà trực tiếp rời khỏi chợ dược liệu Giang Nam. Tên Trắng Đen thấy tên anh báo nói năng nhẹ nhàng với Trịnh Sở như vậy, còn đọc cả tên quán karaoke nhà mình ra. Hắn ta xoa gương mặt sưng đỏ: anh báo, chỉ là một thằng cha giỏi đánh nhau mà thôi, có gì phải coi trọng đến thế à? Hắn ta vừa nói xong, tên anh báo lại vung tay lên tát cho hắn một cái: thằng ngu, lần sau mày còn gây chuyện nữa thì tao sẽ chặt chân tay của mày đó. Tên anh báo là võ giả ám kình nên hiểu rất rõ, càng hiểu rõ thì càng biết thế giới võ giả đáng sợ như thế nào. Trịnh Sở còn trẻ mà có thể đá văng hắn ta, chứng tỏ thực lực của hắn ta rất mạnh, vậy ít nhất cũng phải là võ giả minh kính sơ kỳ. Rảnh Đèn thấy anh báo nói như vậy thì nào dám ngông nghênh nữa, bèn cúi đầu nói: em biết rồi ạ. Lúc này Trịnh Sở vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau truyền ra: con trai tôi đưa cô về nhà, cuối cùng lại nằm ở bệnh viện, không phải con hồ ly tinh nhà cô hại thì là ai hả? Tôi không quan tâm, cô phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, không thì đừng hòng sống yên ổn. Hứa Thanh Vân thật bình thản giải thích: con trai bà bình thường tác phong không đứng đắn, bây giờ bị đánh còn trách móc tôi sao? Không trách cô thì ai hả? Một giọng nói thô lỗ của đàn ông vang lên: con trai tôi gần đây chỉ theo đuổi cô, hôm đó đưa cô về mới thế, chắc chắn là tại cô. Hứa Thanh Vân cạn lời: tư duy của bố mẹ Chu Khang đúng là kỳ quái. Chu Khang đưa cô về nhà, xảy ra chuyện rồi lại đổ tội cho cô. Hứa Thanh Vân muốn giải thích rằng bản thân hôm đó suýt chút nữa bị Chu Khang cưỡng bức. Cô không đi báo cảnh sát đã là ban phước rồi, thế mà ông bà quái gở này còn đến trách móc cô. Đồ hồ ly tinh, cô không nói đúng không? Giọng nói ngọng liếu ngọng lô của một người phụ nữ lại vang lên. Vừa nói, bà ta vừa vung tay phải ra định tát vào mặt Hứa Thanh Vân. Nhà họ Chu chúng tôi ở Giang Nam cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy thế thì cũng không ngăn cản mà chỉ đứng quan sát. Két, cửa phòng mở ra, đúng lúc Trịnh Sở đi vào và thấy cảnh này. Động tác của anh vô cùng nhanh, chỉ cần đi mấy bước là đã tới trước mặt người phụ nữ trung niên kia và bắt lấy tay của bà ta. Ai cho phép bà đánh cô ấy? Trịnh Sở đành lẽo nói, khiến người trung niên kia lạnh toát cả người. Bà ta nhìn Trịnh Sở: cậu là thằng quái nào thế? Chúng ta đang nói chuyện với cô ta, liên quan gì đến cậu? Người đàn ông trung niên thấy vợ mình bị Trịnh Sở bắt chặt tay, giận dữ quát lên: chú ý thân phận của cậu đi, mau buông tay vào tôi ra. Trịnh Sở cười ha hả, buông tay người phụ nữ kia ra. Ngay sau đó vung tay phải lên tát vào mặt bà ta, bút. Trịnh Sở tát một cái thật mạnh, để lại cả dấu tay trên mặt người phụ nữ kia, khiến mặt bà ta sưng vù lên: cậu dám đánh tôi? Người phụ nữ trung niên bị tát giận dữ quát lớn. Trong nhà họ Chu, chuyện gì cũng do bà ta quyết,
không ai dám khinh thường bà ta. Thế mà bà ta lại bị một thanh niên vô danh tát, bà ta sao chịu nổi cơn giận này chứ? Cậu là cái chó gì mà dám đánh tôi hả? Có tin tôi khiến cậu không sống nổi ở thành phố Giang Nam này không? Trình Sở bình thản nhìn người phụ nữ đang ồn ào trước mặt, không nói câu nào, tiếp tục vung tay phải tát một cái nữa. Bốp! Mặt bên kia của Dương Ngọc Nương tức khắc sưng to lên. Cậu dám đánh tôi tiếp? Dương Ngọc Nương run rẩy chỉ vào mặt Trình Sở. Bà ta không ngờ rằng có người hỗn láo như vậy đánh bà ta hai cái liền. Bà ta đường đường là nữ chủ nhân của nhà họ Chu ở Giang Nam. Nếu người ngoài biết bà ta bị tát thì chắc sẽ cười bà ta thối mũi mất. Dương Ngọc Đường hối hận vì đã không mang theo vệ sĩ. Nếu không thì bà ta nhất định sẽ đánh chết đôi vợ chồng Trình Sở Hứa Thanh Vân chó chết này. Chu Trang Tiêu ở bên cạnh ho khan một hai tiếng. Tôi mặc kệ cậu là ai, nhưng cậu đã đánh vợ tôi, vậy sau này cậu đừng mơ mà sống được ở Giang Nam này nữa. Ông ta nói xong thì ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Còn cô Hứa Thanh Vân, chỉ cần cô chịu lấy con trai tôi thì tôi sẽ xóa sạch món nợ này, cô chịu hay không? Lần trước Chu Khang bị Trịnh Sở đánh cho một trận, tuy có bị thương nhưng không quá nặng. Gã liên tục nghĩ cách để làm nhục Hứa Thanh Vân, ví dụ như lấy Hứa Thanh Vân, sau đó chơi chán thì ly hôn, rồi tung tin đồn nhảm để nói xấu cô, làm cô mất hết danh dự. Bởi vậy gã mới bảo Chu Trang Tiêu đến đây tìm Hứa Thanh Vân để làm mai. Hứa Thanh Vân nghe Chu Trang Tiêu nói vậy thì bật cười. Tôi dù chết cũng không thèm lấy loại vô dụng đó. Cô cực kỳ ghê tởm Chu Khang, còn ghét hơn cả Trịnh Sở của trước kia. Bảo cô lấy Chu Khang thì thà cô đi chết còn hơn. Chồng của cô trước kia cũng không phải là hạng vô dụng hay sao? Chu Trang Tiêu cười khẩy, nghe nói cậu ta mất tích 3 năm rồi mới quay về, chính là cậu đây sao? Trịnh Sở lạnh lùng nhìn Chu Trang Tiêu. Nếu tôi không cho Thanh Vân lấy con trai ông thì ông định làm gì tôi? Chu Trang Tiêu nghe Trịnh Sở nói vậy thì cười khinh khỉnh. Cậu nghĩ cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Trịnh đấy à? Nếu cậu giữ được mạng của mình thì tôi sẽ vận cậu bằng bố. Trịnh Sở nghe Chu Trang Tiêu nói vậy bật cười. Vậy chúng ta cùng chờ xem. Chu Trang Tiêu thấy Trịnh Sở cứng rắn như vậy, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Chiếm là một loại vô dụng mà tưởng mình ghê gớm lắm, còn tưởng bản thân là cậu cả nhà họ Trịnh cơ đấy. Mai ông ta sẽ cho người đến phế bỏ tứ chi của Trịnh Sở, cho Trịnh Sở phải sống trong sự u ám cả đời. Trước khi đi, Dương Ngọc Đường ác độc trừng mắt nhìn Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân một cái, chỉ muốn băm vằm cả hai ra. Sau khi đám người Chu Tiêu rời đi, gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của Hứa Thanh Vân lộ ra chút u sầu. Cô không thích Trịnh Sở nhưng vẫn lo lắng. Nhà họ Chu tuy không phải thế lực lớn ở Giang Nam nhưng không phải dễ chọc. Hay bây giờ anh chạy đến nhà tôi tránh một kiếp nạn đi, Hứa Thanh Vân bình thản nói. Trịnh Sở từ chối, không coi nhà họ Chu ra gì, chỉ là một nhà họ Chu thôi, có gì đặc biệt chứ. Anh nói xong thì nhìn Hứa Thanh Vân. Nếu tôi đi thì chẳng phải cô sẽ bị bọn họ ép lấy chồng hay sao? Hứa Thanh Vân không ngờ đến bây giờ mà Trịnh Sở lại vẫn còn quan tâm đến mình. Tôi là con gái cả nhà họ Hứa, tôi sẽ có cách. Hứa Thanh Vân nói xong thì quay lên tầng. Tôi khuyên anh nên về bên nhà tôi một chuyến tránh nạn đi. Trịnh Sở nở nụ cười nhạt mặc kệ đám người nhà họ Chu. Bất kể nhà họ Chu mời đến đối thủ mạnh cỡ nào, Trịnh Sở tin rằng bản thân có thể chế phục đối phương trong một chiều, thậm chí là giết chết. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sở dậy như thường ngày, nằm trên giường vận chuyển cửu huyền linh công. Sau khi xong việc, anh mở cửa phòng ra thì thấy Hứa Thanh Vân đang ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có chút sầu lo. Hôm nay cô không đi làm sao? Trịnh Sở nhìn Hứa Thanh Vân hỏi. Bình thường Hứa Thanh Vân đều đi làm từ sáng sớm. Hứa Thanh Vân lạnh lùng nói. Bên ngoài có người. Có người sao? Trịnh Sở tự hỏi. Chẳng lẽ là người nhà họ Chu? Khi Trịnh Sở mở cửa, anh nhìn thấy Chu Trang Tiêu, Chu Khang và Dương Ngọc Nương, mẹ của gã, đang nhìn anh với ánh mắt khinh thường và hằn học. Phía sau lưng ba người bọn họ là hàng chục người mặc áo đen cầm gậy gộc trong tay. Trịnh Sở, ngày hôm qua không phải cậu điên cuồng lắm hay sao? Bây giờ còn điên cuồng hay không? Chu Trang Tiêu khoảng 40 tuổi nhưng tính tình lại giống y hệt Chu Khang. Chuyện mà mày bảo tao chờ là thế này sao? Trịnh Sở thản nhiên nói với Chu Khang, không hề quan tâm đến những người trước mặt. Nhìn thấy Trịnh Sở phải một mình đối phó với nhiều người như vậy mà vẫn tỏ ra ngông cuồng,
Hứa Thanh Vân thở dài, thầm nghĩ sau khi Trịnh Sở mất tích 3 năm trở về thì tự nhiên trở nên quá tự cao tự đại. Trong lòng cô đang lưỡng lự không biết có nên gọi cho người đàn ông đó hay không. Mặc dù Hứa Thanh Vân không thích người đàn ông đó, nhưng nếu như gã tới thì nhất định có giải quyết được chuyện khủng hoảng trước mặt. Dù sao gia đình của gã cũng có địa vị không hề thấp ở thành phố Giang Nam này, nhưng nếu làm như vậy thì Hứa Thanh Vân sợ mình sẽ nợ gã một ân tình, sau này sẽ không dễ dàng từ chối khi gã mời đi ăn hay đi xem phim nữa. Chu Trang Tiêu nghe Trịnh Sở nói vậy thì cười khẩy, nhóc con sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng như sao, để tôi bảo người đánh gãy tay chân của cậu xem cậu có thể cứng miệng như vậy được nữa hay không. Trịnh Sở chứ gì, con trai lớn của nhà họ Trịnh chứ gì, hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị tao đánh bầm dập là như thế nào. Chu Khang nghiến răng lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Lần trước gã bị Trịnh Sở đá văng vào bãi rác, khiến cho toàn thân hôi thối, trong miệng toàn là rác, nỗi nhục đó gã không thể nào quên được. Dương Ngọc Đường lãnh đạm nói, các ngươi làm gì mà đứng lề mề đó đó vậy, còn lề mề hơn cả đàn bà. Hứa Thanh Vân nghe vậy thì biết đám người kia đang chuẩn bị ra tay, nên cô vội vàng bấm số điện thoại của người đàn ông kia, hy vọng khi nghe danh của người đàn ông kia thì đám côn đồ này sẽ dè chừng. Bíp bíp bíp, điện thoại rất nhanh đã kết nối. Sau đó một giọng nam vui vẻ truyền đến, Thanh Vân, sao hôm nay em lại đột nhiên gọi cho anh vậy? Em đã đồng ý là ý làm người yêu của anh rồi sao? Cậu Vương, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Hứa Thanh Vân nói giọng điệu có chút khó chịu. Cô thực sự không muốn nhờ người đàn ông này giúp đỡ, vì sợ gã sẽ dây dưa với cô nhiều hơn. Có chuyện gì, chỉ cần làm được thì anh nhất định sẽ giúp em. Người đàn ông ở đầu dây bên kia vui vẻ lên tiếng, Trịnh Sở đã xảy ra chuyện, tôi mong anh giúp tôi nói vài lời với người nhà họ Chu. Hứa Thanh Vân nhỏ giọng nói, Trịnh Sở, thằng chồng rác rưởi của em đã quay trở lại rồi sao? Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn còn chưa đồng ý yêu cầu của Hứa Thanh Vân mà hỏi ngược lại, rốt cuộc anh có thể giúp hay không? Hứa Thanh Vân sốt ruột nói, không, thằng đó bị đánh chết sớm càng tốt, như vậy thì em mới trở thành người yêu của anh được. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ cười. Hứa Thanh Vân dứt khoát cúp điện thoại, cô nghĩ rằng mình không còn gì để nói với người đàn ông này. Dương Ngọc Đường vừa nghe được cuộc điện thoại giữa Hứa Thanh Vân và cậu Vương. Sau khi Hứa Thanh Vân cúp điện thoại, bà ta cười mỉa mai. Tôi còn tưởng rằng cô thực sự có thể mời người nhà họ Vương đến, dọa chúng tôi sợ chết khiếp. Cậu Vương là con cháu dòng chính của nhà họ Vương, là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Giang Nam. Nếu để xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Vương thì sẽ không tốt cho sự phát triển của nhà họ Chu. Bây giờ thấy cậu Vương không chịu giúp Trịnh Sở, Dương Ngọc Nương mới cười ha hả. Còn do dự cái gì nữa, mau đánh nó tàn phế đi. Mấy chục người mặc đồ đen ở phía sau vừa nghe thấy Dương Ngọc Nương nói vậy thì liền trở thành như những con sói hung hãn, cầm gậy gộc trên tay xông về phía Trịnh Sở. Hai cha con Chu Trang Tiêu và Chu Khang cũng cầm gậy lớn trên tay, chuẩn bị đập thẳng vào đầu Trịnh Sở. Bọn chúng không chỉ muốn đánh Trịnh Sở tàn phế mà còn muốn đánh anh thành một kẻ ngu dại. Bọn chúng muốn cho anh biết anh chỉ là một tên rác rưởi, không có tư cách đối nghịch với bọn chúng. Vẻ mặt của Trịnh Sở vẫn rất bình tĩnh, nhìn đám người trước mặt như đang nhìn một đám người ngu ngốc đang muốn chống lại mình. Đám ruồi bọ tự tìm đường chết. Trịnh Sở vừa nói vừa vung tay phải ra, nắm lấy cổ tay của một kẻ mặc bộ đen, đoạt lấy cây gậy trên tay kẻ đó, rồi đá kẻ đó văng ra xa. Trịnh Sở cầm cây gậy trong tay xông về phía đám côn đồ, đánh bọn chúng bay tán loạn. Bang bang bang, rắc rắc, đám côn đồ lần lượt ngã xuống, ôm đầu đầy máu, tay chân đều bị đánh gãy. Còn có một số kẻ vừa ngã xuống đất đã hộc máu rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Chu Khang và Chu Trang Tiêu đang cầm gậy lớn trong tay nhưng thân thể đều đông cứng lại không dám di chuyển. Bây giờ nhìn thấy những tên côn đồ mà mình gọi tới đều đã bị đối phương đánh gục chỉ trong chớp mắt, trong lòng hai người cảm thấy hết sức sợ hãi. Trên trán hai người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể khẽ run rẩy. Trịnh Sở, chuyện này tao nhất định không để yên cho mày. Chu Khang đang rất sợ hãi nhưng vẫn giả vờ tỏ ra mạnh mẽ. Hôm nay nếu cậu dám gây thương tổn cho chúng tôi thì hậu quả cậu không thể gánh nổi đâu. Chu Tăng Tiêu đang run rẩy nhưng vẫn nói lời uy hiếp. Hai chân của Dương Ngọc Nương lúc này đã muốn nhũn ra, sắc mặt bà ta tái nhợt nhưng vẫn ngập ngừng nói, cậu đừng quá ngông cuồng, hôm nay chúng ta tha cho cậu, hôm khác nhất định sẽ quay lại. Sau khi Dương Ngọc Đường nói lời này, bà ta thấy Trịnh Sở không có ý định thả bọn họ đi thì liền tiếp tục nói thêm,
chúng tôi có quan hệ rất tốt với Trần Đại Sư. Nếu như cậu dám tấn công chúng tôi thì Trần Đại Sư nhất định sẽ không tha cho các cậu. Hứa Thành Vân vừa nghe thấy tên Trần Đại Sư thì liền bước ra khỏi phòng nói với Trịnh Sở: thả bọn họ đi, Trần Đại Sư không phải là người mà anh có thể đắc tội được đâu. Không thể được, Trịnh Sở từ chối yêu cầu của Hứa Thành Vân. Trịnh Sở, có những chuyện trước khi anh mất tích 3 năm qua có thể không biết, nhưng tôi thì biết Trần Đại Sư không phải là người mà anh có thể khiêu khích được đâu. Hứa Thành Vân nghiêm túc nói lại: mặc dù rất ghét người nhà họ Trương, nhưng cô cũng biết Trần Đại Sư đứng sau bọn họ vô cùng đáng sợ. Nếu như có đám người ra, có người dám ra tay với người của Trần Đại Sư thì hậu quả sẽ rất bi thảm. Chu Khang, Chu Trang Tiêu và Dương Ngọc Đương vừa nghe thấy Hứa Thanh Vân nói vậy thì ngay lập tức trở nên tự mãn, nghĩ rằng Trịnh Sở sẽ không dám tấn công nữa. Chúng tôi đều là người của Trần Đại Sư, cậu đừng không biết tự lượng sức mình. Mau quỳ xuống dập đầu mấy trăm cái đi, có lẽ chúng tôi còn có thể giảm cho cậu 10 năm nằm viện. Trịnh Sở vẫn tỏ ra bình thản nhìn về phía ba người nhà họ Chu, rồi lạnh lùng nói: Trần Đại Sư đó còn chưa đủ tư cách để tôi tha cho các người. Ba người nhà họ Chu vừa nghe Trịnh Sở nói vậy thì khuôn mặt kiêu ngạo tự mãn đột nhiên đông cứng lại. Bọn họ thực sự không ngờ rằng Trịnh Sở không hề sợ hãi Trần Đại Sư mà vẫn còn dám tấn công bọn họ. Uy danh của Trần Đại Sư ở khắp thành phố Giang Nam này ai mà không biết, cũng không có ai dám giở trò sau lưng Trần Đại Sư vì sợ phải rước lấy những phiền phức không đáng có. Tôi khuyên cậu nên bình tĩnh một chút, tránh đến hối hận cả đời. Chu Trang Tiêu nghiêm mặt mở miệng nhưng thân thể lại đang phát run. Chu Khang và Dương Ngọc Nương cũng lần lượt lên tiếng cảnh báo Trịnh Sở đừng làm chuyện điên rồ. Trịnh Sở phớt lờ ba người bọn họ, ở trong mắt anh thì ba người này còn đáng ghét hơn cả đám ruồi bọ. Anh cầm lấy gậy gỗ đánh thật mạnh vào ba người nhà họ Chu như đánh một đám chó hoang. A, Trịnh Sở, mày đã muốn đánh chết sao? Chúng ta sẽ không để yên cho cậu đâu. Dương Ngọc Nương, Chu Khang và Chu Trang Tiêu bị Trịnh Sở đánh liên tục bằng cây gậy gỗ. Bọn họ cảm thấy xương cốt của mình như đều nứt ra, ngay cả máu huyết dường như cũng đã ngừng chảy. Chu Trang Tiêu, Dương Ngọc Nương và Chu Khang nằm gục trên mặt đất như một đám chó hoang sắp chết, rú lên thảm thiết vì đau đớn. Cút đi, Trịnh Sở lạnh lùng nói. Vừa nói xong thì sát khí đã tràn ngập khắp trong cơ thể. Nếu không phải do anh, do thực lực hiện tại của anh còn chưa đủ mạnh, sợ giết hết đám người này sẽ đem đến phiền toái, cho nên Trịnh Sở đã nương tay. Nếu không anh thực sự đã chết bọn họ rồi. Chu Trang Tiêu, Dương Ngọc Đường và Chu Khang vừa nghe Trịnh Sở lên tiếng thì thân thể đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ba người bọn họ rõ ràng cảm nhận được luồng sát khí lan tràn khắp thân thể Trịnh Sở. Đi, chúng ta mau chạy đi, nhanh đi. Không được, xương của tôi hình như bị gãy rồi, tôi không thể đi lại được. Các người mau lại đây đỡ chúng tôi rời đi. Ba người nhà họ Chu thầm thề trong lòng rằng khi Trần Đại Sư từ ngoài ô trở về, bọn họ sẽ nhất định dẫm nát Trịnh Sở dưới chân, cho anh biết rõ thân phận của mình đang nằm ở đâu. Chỉ là một đứa con bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh mà cũng dám hành hung bọn họ sao? Bên trong phòng, Trịnh Sở nhìn Hứa Thanh Vân như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay cô không đi làm sao? Anh có biết Trần Đại Sư là ai không? Sao anh lại dám ra tay nặng với bọn họ như vậy? Hứa Thanh Vân lạnh lùng hỏi ngược lại, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Trịnh Sở. Cô cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu sao Trịnh Sở lại trở nên mạnh mẽ như vậy. 3 năm trước, anh chỉ là một thư sinh yếu ớt, còn rất dễ bị ốm vặt. Không ngờ sau khi bị mất tích trở về, anh lại trở nên mạnh mẽ, như toàn thân đã được lột xác, trở thành một con người khác hoàn toàn. Điều đáng sợ hơn nữa là anh thậm chí còn không biết sợ Trần Đại Sư, không biết Trần Đại Sư đáng sợ đến mức nào, cũng không quan tâm đến chuyện mình có đủ năng lực đối phó với Trần Đại Sư hay không. Trịnh Sở cười nói, tôi không biết Trần Đại Sư là ai, nhưng tôi thấy không cần thiết phải biết. Anh... Hứa Thanh Vân cảm thấy mình không còn gì để nói với Trịnh Sở, vì vậy cô chỉ im lặng ăn vài miếng bánh mì, sau đó liền đứng dậy rời đi. Khi Hứa Thanh Vân bước tới cửa, Trịnh Sở liền nói, nếu như cô không thích ở với tôi thì có thể ly hôn bất cứ lúc nào, tôi tự có tính toán của mình. Hứa Thanh Vân lạnh lùng nói, nhưng chính cô cũng cảm thấy tâm tình của mình rất kỳ quái. Cô luôn muốn ly hôn với Trịnh Sở, nhưng khi Trịnh Sở nhắc đi nhắc lại chuyện này thì cô lại cảm giác không muốn ly hôn. Hứa Thanh Vân không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, vì vậy cô liền lắc đầu,
cố gắng ngừng suy nghĩ về nó. Bíp bíp bíp. Điện thoại di động của Hứa Thanh Vân đổ chuông. Bây giờ tâm trạng của cô rất tệ. Khi thấy điện thoại đổ chuông, cô thực sự không muốn trả lời. Nhưng sau khi Hứa Thanh Vân liếc nhìn tên người gọi thì liền vội vàng trả lời điện thoại. Sếp Trương, có chuyện gì vậy? Ngay cả khi Hứa Thanh Vân nói chuyện với sếp thì giọng điệu của cô vẫn đều đều, không hề có dấu hiệu nịnh nọt đối phương. Trưởng phòng Hứa, hôm nay cô không định đi làm hay sao? Sếp Trương ở đầu dây bên kia dường như đang tức giận nói. Hôm nay tôi có chuyện nên chưa đến công ty được. Hứa Thanh Vân là một cô gái thông minh, sao có thể không nghe ra sự tức giận trong giọng điệu của sếp Trương? Trong công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Bên tài vụ công ty đang xảy ra vấn đề mà không thấy cô đâu. Cô mau tới đây càng sớm càng tốt đi. Sếp Trương tức giận nói. Hứa Thanh Vân nghe sếp Trương nói vậy thì sắc mặt liền tái nhợt, khẩn trương nói. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, cô liền mở cửa chuẩn bị đến công ty. Trịnh Sở trong lòng có linh cảm không tốt, luôn cảm thấy đối phương đang muốn hãm hại Hứa Thanh Vân. Sau khi Hứa Thanh Vân rời đi, Trịnh Sở cũng rời khỏi phòng, bắt một chiếc taxi và bảo tài xế đi theo xe của Hứa Thanh Vân đến công ty. Một lúc sau, Trịnh Sở xuống xe đi theo Hứa Thanh Vân đến công ty. Trịnh Sở vừa đi tới cửa công ty liền bị một nhân viên bảo vệ chặn lại. Người ngoài không được phép vào đây. Tôi là chồng của trưởng phòng Hứa, tôi đi cùng cô ấy. Trịnh Sở chỉ vào Hứa Thanh Vân ở cách đó không xa. Nhân viên bảo vệ nghe Trịnh Sở nói vậy thì như đang nghe một chuyện rất nực cười. Làm bảo vệ ở đây đã nhiều năm, mỗi ngày anh ta đều gặp rất nhiều người đàn ông vọng tưởng mình là chồng của Hứa Thanh Vân. Nếu như anh là chồng của Hứa Thanh Vân thì tôi là ông chủ của công ty Thiên Đạt này. Nhân viên bảo vệ không còn kiên nhẫn với Trịnh Sở nữa, lại đuổi anh đi lần nữa. Hứa Thanh Vân đang đi thì nghe thấy tiếng Trịnh Sở và nhân viên bảo vệ phía sau lưng. Cô quay lại cau mày rồi đi về phía Trịnh Sở. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Hứa Thanh Vân với sắc mặt lạnh như băng bước tới thì liền nở nụ cười. Trưởng phòng Hứa, tôi sẽ đuổi người này ra ngoài lập tức, cô đừng tức giận. Hứa Thanh Vân không để ý tới lời nói của nhân viên bảo vệ, chỉ lạnh lùng hỏi Trịnh Sở, sao anh lại ở đây? Trịnh Sở chậm rãi nói, tôi cảm thấy lo lắng nên muốn gặp cô. Tuy anh cùng Hứa Thanh Vân không có tình cảm gì tốt xấu gì, nhưng cô cũng là người vợ trên danh nghĩa của anh. Hơn nữa từ khi gả cho anh thì Hứa Thanh Vân cũng đã phải trả giá rất nhiều. Hứa Thanh Vân ban đầu cũng muốn đuổi Trịnh Sở đi, nhưng khi nghe anh nói vậy thì lòng cô lại mềm nhũn ra. Cô tỏ ra lãnh đạm, cho anh ấy vào đi. Nhân viên bảo vệ vốn tưởng rằng Trịnh Sở chỉ nói chuyện nhảm nhí, không ngờ anh thực sự là chồng của Hứa Thanh Vân, cho nên vội vàng cười làm lành. Vừa rồi tôi không biết nên đã nói lời không hay, anh đừng để bụng nha. Trịnh Sở phớt lời nói của người thanh niên, nhân viên bảo vệ. Trong mắt anh thì anh ta chẳng khác gì một con sâu cái kiến. Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở nói, chờ tôi trong phòng làm việc, đừng chạy lung tung đó. Được rồi, Trịnh Sở đồng ý. Dù sao nếu Hứa Thanh Vân xảy ra chuyện gì thì anh vẫn có thể lao ra ngoài ngay lập tức. Bên trong văn phòng của sếp tổng công ty Thiên Đạt, Lý Đại Dũng đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng đợi Hứa Thanh Vân đến. Bên cạnh gã có một người đàn ông mập mạp đeo kính gọng vàng, mặc vest đen cung kính nói, sếp Lý, anh chờ một chút, trưởng phòng Hứa sắp đến đây rồi. Lý Đại Dũng nghe Trương Thiếu Khoa nói vậy thì cười lạnh, chuyện tối hôm qua tôi nói anh làm, anh đã làm xong hết chưa? Đã xong hết cả rồi. Nghe Lý Đại Dũng nói, Trương Thiếu Khoan gật đầu lia lịa. Gã luôn cảm thấy rất sợ Lý Đại Dũng. Cha của Lý Đại Dũng là một trong những nhân vật quyền lực nhất của thành phố Giang Nam, cho nên không có bao nhiêu người dám khiêu khích gã. Lý Đại Dũng nghe Trương Thiếu Khoan nói vậy thì cười nói, nếu anh làm tốt chuyện này thì tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp về anh trước mặt cha tôi, giúp cho anh thăng tiến. Thấy Lý Đại Dũng hài lòng, Trương Thiếu Khoan nở nụ cười, cảm ơn sếp Lý đã đề bạt. Cốc, cốc, cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng, biết Hứa Thanh Vân đã đến. Trương Thiếu Khoan ho hai tiếng, trên mặt không còn nụ cười nữa, mà thay vào đó là sự tức giận. Gã nói, trưởng phòng Hứa, mau vào giải thích đi. Hứa Thanh Vân lúng túng, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà khiến Trương Thiếu Khoan cư xử với mình bằng thái độ như thế này. Sếp Trương, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh Vân bước vào văn phòng và nhìn thấy Lý Đại Dũng đang ngồi bên cạnh Trương Thiếu Khoan. Cô không quen biết Lý Đại Dũng, chỉ gặp qua vài lần khi hai công ty có việc hợp tác. Cô đã làm chuyện gì chính cô còn không biết hay sao? Trương Thiếu Khoan tức giận nói, mau nói đi,
cô đã làm giả sổ sách bao nhiêu lần rồi? Làm giả sổ sách? Hứa Thành Vân bối rối. Trước tới giờ cô luôn làm việc rất hết sức cẩn trọng, chưa bao giờ để cho người dưới trướng mình làm sai. Đừng nói đến chuyện làm giả sổ sách, cho dù tính sai một phân tiền, Hứa Thành Vân cũng sẽ chỉ trích nặng nề cấp dưới của mình. Thấy Hứa Thành Vân không chịu thừa nhận, Trường Thiếu Khoan liền ném lên bàn một mớ sổ sách dày cộp. Cô tự mình xem đi, xem tài vụ của công ty thiếu bao nhiêu tiền. Hứa Thành Vân cầm sổ sách lên, nghiêm túc xem xét rồi nói: đây là số tiền chuẩn của công ty mà. Sắp chết đến nơi còn dám nói dối. Sắc mặt Trường Thiếu Khoan đỏ bừng, gã quát: tiền trong công ty bây giờ thiếu gần 50 triệu. Cái gì? Hứa Thành Vân như bị sét đánh khi nghe những lời này. Hôm qua trước khi tan ca, cô còn thẩm tra đối chiếu sổ sách tài vụ của công ty, rõ ràng không thiếu một phân tiền nào. Tại sao hôm nay lại đột nhiên mấy mất 50 triệu được chứ? Trường Thiếu Khoan lớn tiếng quát: Hứa Thành Vân, chẳng trách hôm nay cô không muốn tới công ty làm việc. Cô định mang theo 50 triệu của công ty chạy trốn hay sao?